Ăn nhau, mẹ Hú rất vui được gặp lại các tình yêu trong chuyên mục Học tiếng Hàn cùng Wonder. Cách đây 7 năm thì mẹ Hú đã ra mắt vlog đầu tay của mình với cái tên là Quy tắc Huyền Ngang. Một quy tắc rất là quan trọng giúp cho những người mới học tiếng Hàn cảm thấy vững chãi hơn trong việc phát âm tiếng Hàn, làm sao cho tự nhiên nhất và giống với người Hàn nhất, phải không nào? Không những vậy, chiếc vlog đó cũng dường như đã trở thành một chiếc bảo bối để cho những người học sinh học tiếng Hàn có thể đánh giá một cách sương sương xem là giáo viên của mình đã phát âm được tiếng Hàn đúng chưa, hay chưa. Sau 7 năm trôi qua thì quy tắc Huyền Ngang đó vẫn là một công cụ vô cùng hữu ích trong việc học tập tiếng Hàn của học sinh cũng như là việc dạy dỗ tiếng Hàn của các giáo viên. Ngày hôm nay, mẹ Hú sẽ giới thiệu với chúng ta nguyên tắc Huyền Ngang mở rộng để cho chúng ta có cái nhìn tốt hơn nữa, rộng hơn nữa và ứng dụng được một cách xuất sắc hơn quy tắc này ở trong cuộc sống nhé. Trước khi mở rộng, hãy cùng nhau ôn tập lại một chút về nguyên tắc Huyền Ngang nhé. Đây là quy tắc mà mẹ Hú đưa ra để chúng ta ứng dụng, áp dụng khi mà bước vào đầu của một từ, đầu của một cụm hoặc là vào đầu của một câu. Chúng ta tưởng tượng như thế này, ví dụ như là một từ có hai âm tiết chẳng hạn, thì cái mà vào đầu này này, chúng ta sẽ phải xem xét xem là chúng ta sẽ phát âm theo tông là tông huyền hay là tông ngang. Đó, để ý cái đầu này thôi, cái phần đầu của từ hay là phần đầu của cụm này thôi. Còn những cái vị trí ở đằng sau này này, chúng ta tính sau nhá. Về cơ bản thì với những từ mà ngắn gọn, đơn giản khoảng là 2 cho đến 3 âm tiết thì chúng ta sẽ để ý rằng là vị trí số 2 này này sẽ được cố định nó là ngang. Và chúng ta chỉ cần để ý xem là cái phía đằng trước này này là mình sẽ phát âm nó là huyền hay là ngang thôi nhá. Vậy thì cái quy chuẩn để mà chúng ta xem là huyền hay là ngang sẽ là như thế nào? Cùng nhau nhìn bảng sau đây nhá. Nếu như chữ vào đầu của các từ hoặc các cụm mà được viết bởi những âm thường như thế này thì chúng ta sẽ vào đầu bằng dấu huyền. Còn nếu như mà nó nằm ở những phần còn lại bên này thì chúng ta sẽ vào bằng ngang. Cụ thể là gì? Âm thường có hờ này, sờ này, gọi theo kiểu tiếng Việt là như vậy. Còn nếu mà đúng theo tên tiếng Hàn của nó thì sẽ là âm hiệt và siột. Chúng ta sẽ phải giữ tông ngang. Và tương tự với âm hơi, 4 âm hơi này và 5 âm căng này là chúng ta sẽ có 11 phụ âm đầu này là vào đầu nên đi bằng tông ngang nhá. Cùng nhìn thử những ví dụ sau đây này. Mẹ Hú cho chúng ta đối chiếu ba cái chữ này với nhau. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là một cái viết bằng âm thường, một cái thì viết bằng âm hơi và một cái thì viết bằng âm căng, đúng không nào? Thì khi mà cái này vào bằng âm thường rồi thì chúng ta sẽ đặt dấu huyền vào đầu cho nó. Khi đó thì cái này sẽ phát âm là kibon. Đó, huyền ngang nhá, cái vị trí số 2 là ngang đúng không? Kibon này. Cái này thì bắt đầu bằng âm hơi rồi thì mình sẽ phát âm là tông ngang, nó sẽ là ki. Kibon. Và cái này cũng vậy, tương tự là âm căng cũng sẽ phải đi là tông ngang. Chúng ta phát âm từ này là kiri. Đó, tạm thời mẹ Hú sẽ không cung cấp ý nghĩa đâu nhá. Chúng ta đang chỉ tập luyện về phát âm thôi. Một cách hoàn toàn tương tự, hãy thử nhìn dòng này mà xem. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó bắt đầu bằng những âm thường thôi. Nên là những từ này chúng ta cũng sẽ phát âm theo xu hướng là huyền ngang nhé mọi người. Huyền ngang thì ở đây sẽ là chumai. Và đây sẽ là xích. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao chữ xích này được quy định là âm ngang nhưng mà phát âm lại là xích, nghe nó như kiểu là xích tức là dấu sắc hẳn lên chứ không phải là ngang ấy. Thì thực ra là như thế này, cái huyền và cái ngang đó chỉ là cái gọi chung thôi. Còn thực ra nếu mà cái chữ huyền này này gặp một số những âm đặc biệt thì nó có thể sẽ là dấu huyền và cũng có thể là nó sẽ rơi vào dấu nặng. Đó. Còn cái phần mà gọi là ngang ấy thì cũng có thể là nó sẽ là ngang mà cũng có thể là nó sẽ là dấu sắc. Thì cái đấy là tùy thuộc vào cái phụ âm cuối của cái chữ mà nó mang ấy. Đây này, ví dụ như là cái này nhá, mình thấy là vị trí phụ âm cuối đó là chữ K đúng không? Thì nó sẽ phải là xích lên. Còn nếu như mà như chữ này chẳng hạn này, thì đấy, nó là có vị trí phụ âm cuối là cũng là kỳ học như thế này, thì chúng ta sẽ phát âm nó là chịch, chứ không phải là chì. Tức là không phải mình đè dấu huyền đâu, mà lúc đấy thì nó sẽ xuống thẳng dấu nặng luôn. Được chưa? Thì mình nhìn kỹ lại là nguyên tắc huyền ngang thì sẽ có huyền là huyền hoặc là nặng, còn ngang thì sẽ là ngang hoặc là sắc nhá. Tuy nhiên sẽ có một số những trường hợp mà các bạn học tiếng Hàn xong rồi là mới chưa quen ý, thì sẽ có thể là nghe băng này hoặc là nghe người Hàn phát âm, thì sẽ có những trường hợp là người Hàn phát âm cái này là chu mài rồi xịch, tức là họ đang đi theo quy tắc là ngang huyền. Điều này thì nó trái ngược hoàn toàn với những cái tip mà mẹ Hú chia sẻ với chúng ta, đúng không? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ phải lý giải như thế nào đây? Có minh chứng hẳn hoi luôn, mẹ Hú sẽ cho chúng ta nghe cái phần băng ở trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp mà mọi người đang sử dụng rất là nhiều nhá. Chu mài. Đó, họ phát âm là chu mài, đúng không? Xịch. Đó, xịch. Thì đây là một chuyện rất rất là dễ hiểu đối với người Hàn. Chúng ta đừng cảm thấy quá là hoang mang nhá. Nếu như mà người Hàn phát âm riêng lẻ từ thì họ sẽ có xu hướng là thoải mái, tự do, hay có thể gọi là hên xui đó. Thế cho nên là việc người ta phát âm là
chú mai hay chú mải là chuyện bình thường. Xích hay xịch là chuyện hoàn toàn bình thường nhá. Còn nếu mà đi vào câu nhá, vào câu thì chắc chắn là họ cũng vẫn sẽ tuân thủ theo huyền ngang thôi. Nên chúng ta cứ yên tâm mà theo quy tắc huyền ngang nhá. Tiếp theo chúng ta để ý thêm một xíu đối với cả trường hợp này nhá. Ở đây thì mình Hiếu có đặt hẳn một cái tên của nó là quy tắc Hà Xề để cho chúng ta dễ nhớ. Nôm na là Hà trong từ Hà Nội và Xề trong từ Seoul đó. Thì nếu như mà những từ nào đi vào đầu bằng hiệt hoặc siột như thế này thì chúng ta phải giữ tông ngang. Đây, ví dụ của nó đây này. Từ này là Haru, chúng ta sẽ để tông ngang ngang nhá. Và đây cũng thế, cái này là và bằng siột mà, nên chúng ta sẽ phải phát âm là ngang ngang, Shigan. Còn nếu như mà chúng ta order người Hàn phát âm những từ này một cách riêng lẻ thì khả năng lớn là vẫn sẽ gặp những trường hợp người Hàn phát âm cái này là gì? Haru, rồi Shigan. Chuyện rất rất là bình thường nhá. Thì vừa rồi là mình Hồ đã ôn tập cho chúng ta xương xương sơ sơ về nguyên tắc huyền ngang để ứng dụng cho vào đầu của mỗi từ hay là vào đầu của cụm, đầu của câu rồi. Nếu mà chúng ta cảm thấy là muốn xem kỹ hơn thì hãy tìm lại vlog tập 1 đó của mẹ Hú nhá. Tiếp theo sẽ là phần chính của ngày hôm nay, đó là phần mở rộng cho quy tắc huyền ngang. Thì chúng ta sẽ cần phải nắm rõ thêm về hai quy tắc nữa, đó là quy tắc về đích và quy tắc áp chót nha. Đầu tiên là về quy tắc về đích. Có nghĩa là cái chữ mà nằm cuối cùng ở trong câu này này là chúng ta sẽ để cái tông của nó là đi xuống, là dấu huyền nhá. Ví dụ như câu này, Minu imnita, tôi là Minu chẳng hạn, thì mình sẽ đi về đuôi câu sẽ là Minu imnita như thế này. Chứ nếu mà nó là Minu imnita thì nó không hay và nó rất là kỳ á. Tương tự như vậy thì câu bên dưới này sẽ là Minu eo. Đó, thay vì là Minu eo. Đó, thì cái quy tắc về đích này cũng khá là dễ thôi. Thì đó là với những câu khẳng định bình thường nhá. Còn nếu như mà là câu hỏi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà đuôi câu hỏi đi lên là chuyện đương nhiên rồi. Cái này thì dù chúng ta học tiếng Hàn lâu hay là mới học thì cũng sẽ đều phải biết rằng là người Hàn sẽ luôn luôn đưa cái ngữ điệu ở cuối câu lên trong trường hợp là câu hỏi, đúng không? Chính vì thế cho nên là nếu như mà người Hàn mà nói tiếng Việt hỏi là tên em là gì chẳng hạn thì người ta cũng sẽ hay bị giữ cái ngữ điệu đó và nói thành là tên em là gì, đó, kiểu kiểu như vậy. Thì là chúng ta sẽ hiểu được là nó nguồn gốc, nó xuất phát từ nội bộ tiếng Hàn nó là như thế nhá. Thì đấy, cái nguyên tắc về đích đơn giản nôm na nó chỉ có thế thôi. Quan trọng nhất ý là nó nằm ở cái phần áp chót này này. Đây mới là cái mà sẽ xảy ra nhiều vấn đề để chúng ta cần phải lưu ý. Vậy thì thế nào là áp chót? Áp chót tức là cái mà liền với cả cái cuối cùng, đúng không? Thì như vừa nãy chúng ta cũng có đánh dấu rồi, chúng ta biết rằng cái tà này là cái cuối cùng rồi, đúng không? Thế thì cái chữ ni này nó sẽ là cái ở vị trí áp chót mà chúng ta cần phải lưu ý ngay ở thời điểm này đây ạ. Thì cái bí quyết mà mẹ Hú đưa ra với chúng ta để lưu ý về ngày hôm nay đó là những từ mà nằm ở vị trí áp chót chúng ta cũng sẽ đặt dấu huyền nhá. Đó, là tức là gì? Tà vừa nãy chúng ta cũng nói là về đích rồi, thì chữ nì này cũng sẽ là nì, là dấu huyền luôn. Thì câu này sẽ là gì? Minu im nì tà. Đó, thì nó sẽ là nì tà, hai cái nì tà vào đây. Nếu mà chúng ta nghe người Hàn nói thì sẽ có thể có trường hợp người ta phát âm là như thế này, Minu im nì tà. Đó, thì cũng được, nhưng mà tip mà mẹ Hú dành cho chúng ta ấy thì cứ để cho hai cái dấu huyền về đích như vậy đi thì nó sẽ chắc chắn nhất. Đó, cảm thấy là dễ làm nhất nhá. Thì tông của nó sẽ là Minu. Đó, tông tên của mình cũng vẫn phải là huyền ngang nhá. Sau đó là im nì tà hoặc là im nì tà. Có thể cái đích này của nó là ba huyền cũng được, hoặc là im là ngang và nì tà cũng được nhá. Cái này không quá là quan trọng, chúng ta chỉ cần ke thật là kỹ cho mẹ Hú về hai cái chữ cuối cùng này thôi thì nó sẽ là nì tà, được chưa? Tương tự như vậy, câu này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có hai cái cuối của nó, dồ phải đi xuống giống như lúc nãy, và cái dề này cũng sẽ phải đi xuống ở vị trí áp chót nhá. Thì nó sẽ là minu yeo. Đấy, hai cái dấu huyền ở đây. Được chưa? Rất là dễ phải không nào? Chúng ta sẽ nhìn thử xem cái phiên bản câu hỏi của nó nhá. Ở phiên bản câu hỏi của nó cũng sẽ ứng dụng hoàn toàn tương tự với cả cái áp chót này luôn. Cái K này là để bắn lên trong câu hỏi như chúng ta vừa nói ở bên trên kia rồi, đúng không? Thế thì cái áp chót này sẽ đi xuống ạ. Áp chót này đi xuống là sao? Là đúng theo nguyên tắc của áp chót là gì? Chúng ta có thể tưởng tượng nó như kiểu là một cái bập bênh ấy, để cho cái đằng sau này được đi lên thì cái đằng trước này nó đi xuống. Đó, rất là đơn giản thôi. Minu im nikka. Đó, cái trước đi xuống để cái sau đi lên. Hoặc minu yeo. Đó, là như kiểu là bập bênh thôi. Mình có thể hiểu nôm na đặt cho nó cái tên là quy tắc bập bênh cũng được. Nhưng mà cái bập bênh ấy thì chỉ áp dụng cho câu hỏi thôi. Còn nếu như ở phía bên này chúng ta đang nói về câu trần thuật bình thường chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thể nói là quy tắc bập bênh được, bởi vì cái đuôi của nó có đi lên đâu mà nó là bập bênh, đúng không? Đấy, thì quy tắc áp chót sử dụng cho cuối câu. Và lát nữa chúng ta sẽ nói về cái việc mà nó mở rộng thêm cho cả cuối cụm ở trong câu nữa cơ. Cùng nhau nhìn thử một số những cái ví dụ cụ thể trong đời sống nhá. Đây, 진짜
진짜 cái này là gì? Thật á. Nếu mà chúng ta xem phim Hàn nhiều thì sẽ thấy rằng là câu này là một câu rất là phổ biến luôn. Có những người không cần học tiếng Hàn cũng biết cái câu này đúng không? Chìn chắc, chìn chắc. Thì đấy, thì chìn vào đầu rồi, âm thường thì phải vào đầu, nó là dấu huyền là đúng rồi đúng không nào? Sau đó thì sao? Cái cha này là gì? Âm này là âm đặc biệt, âm căng thì tông phải là tông ngang. Nhưng vì đây là đang là đuôi câu hỏi, nên là người ta tông nó lên thì sẽ là chìn chắc, đúng không? Chá này đi lên, được chưa? Chìn chắc. Tuy nhiên, nếu như mà nó nằm thêm một cái yô này vào để cho nó lịch sự chẳng hạn, thì khi đó yo này lại là cái chót thì nó sẽ đi lên, và cái chữ cha này lại trở thành áp chót thì khi đó nó sẽ phải xuống, và chữ chìn này thì vẫn sẽ giữ là dấu huyền như bình thường nhá. Thì khi đó nó sẽ tạo thành là gì? Chìn cha yo. Chữ cha này đang là ngang và vuốt lên thì sang câu này nếu có yo thì nó sẽ phải đi xuống thành là cha, được chưa? Chìn cha yo. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử ví dụ ở trong phim nhá, trích đoạn trong phim Dream High. Nếu mà đứng một mình riêng này, 진짜? Đó, 진짜. Còn nếu như mà có yo ở đằng sau cho lịch sự này, 진짜요? Đó, 진짜요? Đấy, đúng không? Nói có sách mách có chứng luôn, những cái minh chứng rất là gần gũi trong đời sống cho chúng ta xem. Câu này cũng có thể luyện tập để nói được một cách rất là tự nhiên đúng không nào? 진짜? 진짜요? Được chưa? Ví dụ tiếp theo nhá. Hãy nhìn thử cái đuôi câu này xem, chúng ta thấy có xuất hiện chữ he ở đây đúng không? Nếu như tính theo nguyên tắc hà xề thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ nào mà vào bắt đầu bằng chữ he này thì sẽ phải phát âm theo là tông ngang. Ví dụ chúng ta có he san, he kia, thì đó là khi nó vào đầu thôi. Còn đây bây giờ cái he này nó không phải nằm ở đầu cụm nữa, nó đang nằm ở vị trí áp chót mà đúng không? Vậy cho nên là xu hướng để phát âm tự nhiên và thoải mái là chúng ta sẽ đặt cái áp chót này xuống thành dấu huyền nhá. Đương nhiên cái yo này về đích cũng sẽ phải là dấu huyền rồi. Vậy cho nên là cái câu này người ta sẽ nói thành là 저는 김밥을 좋아해요. Đấy, nó sẽ thành 해요. Còn nếu như mà trong đời sống mà chúng ta nghe thấy người ta nói rằng là 좋아해요 thì cũng được nhá, không sao nhá. Mẹ Hú không nói như vậy là sai nhá. Nhưng mà cái tip để chúng ta phát âm mà cảm thấy thoải mái nhất thì sẽ phải là 해요. Đó, nghe thử xem nào. Đây cũng là một câu mà xuất hiện ở trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp. 저는 김밥을 좋아해요. Đó, 저는 김밥을 좋아해요. Đó, như vậy nếu mà tinh ý thì chúng ta sẽ thấy rằng là mẹ Hú đang phân tích những cái trường hợp mà khi vào câu thì những cái vị trí áp chót này sẽ xảy ra mâu thuẫn so với cái quy tắc mà chúng ta phát âm vào đầu mỗi cụm đó. Chính vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái từ mà nhẽ ra phải là tông ngang nhưng mà khi mà về vị trí áp chót sẽ bị chuyển thành dấu huyền nhá. Đây, ví dụ như là những từ này nếu mà chúng ta phát âm riêng nó vào đầu thì sẽ là gì? Ngang ngang. Rồi cái này cũng thế, ngang ngang là 세금, 세배. Thế nhưng mà vào câu chẳng hạn thì khi đấy chúng ta thấy đây này, chữ C đó nằm ở vị trí áp chót rồi. Vậy cho nên là khả năng lớn chúng ta sẽ đưa nó về dấu huyền. Và đây là câu hỏi thì sẽ phải bắn lên, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ phát âm là gì? 웬일이세요? Đó. Cái đuôi câu hỏi mà kiểu xéo như này này cũng rất rất là nhiều luôn đó mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau nghe thử cái ví dụ câu này ở trong thực tế của phim Dream High nhá. 여기까지 웬일이세요? Ở đây anh ấy nói hơi nhanh. 여기까지 웬일이세요? 여기까지 웬일이세요? 여기까지 웬일이세요? Đấy, thì C vào áp chót cũng thành C, hoàn toàn bình thường. Còn nếu như mà chúng ta nghe thấy người Hàn nào mà nói là 여기까지 웬일이세요? Cũng không sao cả nhá. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có câu này 준비하세요, 시작하세요. Thì chúng ta thấy rằng là không phải là câu hỏi nữa. Không phải là câu hỏi nữa thì sẽ không có cái bập bênh của 세요 nữa. Thì vẫn cứ áp chót bình thường là 세요, 시작하세요. Đúng không? Đây cũng sẽ là những cái ví dụ mà có ở trong phim Dream High. Mẹ Hú mở cho mọi người nghe luôn này. 1288번 고해미 준비하세요. Đó, 준비하세요. Thì ở đây người ta cho là 준비하세요. Cái chữ yo này nó hơi bênh lên một tí, kệ nó. Còn nếu mà chúng ta nói như bình thường thì sẽ là 준비하세요. Đúng không? 준비하세요. Không sao cả. Mẹ Hú đang nhấn mạnh cho chúng ta về chữ xề này phải đi xuống thôi nhá. Đấy. Rồi là cái từ bên này thì sao? Nghe thử trên băng này. 시작하세요. 시작하세요. Cái tông giọng của ông này hơi hơi già, nghe nó hơi bị líu lưỡi một tí nhá. Thì nếu mà chúng ta phát âm rõ như mẹ Hú thì sẽ là 시작하세요. Đó, 시작하세요. Vẫn là 세요, 세요 hết. Hiểu không nào? Tương tự như vậy, chúng ta có đây là so này, cũng phải là tông ngang đúng không? Tất cả những từ này đều phát âm tông ngang ngang hết ạ. So điu, so dòm. Nhưng rõ ràng nếu như nó vào vị trí của áp chót thì nó sẽ phải phát âm là so, đúng không nào? Đây, ví dụ như thế này, chúng ta nhìn câu này nha. Đây cũng sẽ là một câu thoại trong phim Dream High này.
Thì đoạn cuối này mình sẽ thấy là gì? Yố này bắn lên đúng không? Thì bập bênh sẽ khiến cho chữ so này chuyển thành sò. Hãy nghe thử nhá. 제가 선생님이랑 무대를 서요? 무대를 서요? Đấy, nếu mà bình thường thì sẽ là so. Đó. Nhưng mà ở đây nó đang nằm ở vị trí áp chót rồi thì sẽ phải là sò. Đó. 제가 선생님이랑 무대를 서요. Thế thôi, đó. Đấy chính là lý do vì sao mà mình gọi là đây là nguyên tắc mở rộng, nó là như vậy mà. Chúng ta nghe thử tiếp cái đoạn phim này nhá. 왜 자신 없어? 왜 자신 없어? Đấy, cô nói 없어. 서 đi lên đúng không? Câu hỏi đuôi câu hỏi đi lên thì 업 đi xuống. 자신 없어? Đó, 자신 없어? 아니요. 아니요. Không ạ. 자신 있어요. 자신 있어요. Thì ở đây ý, cái câu này của Hemi nói là 자신 있어요. Thì chúng ta thấy rằng là câu đó không tuân thủ quy tắc áp chót nha. Nếu như theo quy tắc áp chót của mẹ Hú sẽ nói là gì? 자신 있어요. Tức là hai cái huyền ở đít này đúng không? 자신 있어요. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây cũng chỉ là tip của mẹ thôi, chứ không phải là bắt buộc luôn 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 nó sẽ phải là 자신 있어요. Auto sẽ phải là áp chót về đích như thế nhá. Thì như của Hemi nói là gì? 자신 있어요 cũng được, không sao cả. Thế tuy nhiên mẹ Hú đang đưa cho chúng ta cái tip để chúng ta làm sao mà mình cảm thấy là chắc chắn nhất khi mà mình nói. Đó thì sẽ là 자신 있어요. 아니요. 자신 있어요. Đấy cũng được. Còn như Hemi nói là gì? 자신 있어요 cũng được. Ok chưa? Cùng nhau nhìn thử câu này xem nào. Ở đây chúng ta có chữ K này, cũng nằm ở vị trí áp chót. Thì có lẽ là mọi người cũng đã hình dung ra là mẹ Hú sẽ bảo chúng ta phải phát âm như thế nào rồi đúng không? Nhưng mà hãy cùng nhau nhìn thử xem nếu chữ K này mà vào đầu thì sẽ như thế nào, ôn lại một chút nhá. Khi chữ K này vào đầu, đây đang là âm căng rồi đúng không? Vào đầu là quy tắc của nó là âm đặc biệt thì chúng ta sẽ để là tông ngang. Thì đây là carbonara, là cái món carbonara ấy, là món spaghetti đó. Mẹ Hú rất là thích cái món này luôn á. Thì vì đây là từ mượn nên là cũng có thể sẽ có những chỗ chúng ta thấy người ta viết là carbonara nhá, cũng không ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng mà anyway, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải là tông ngang carbonara hoặc là carbonara, được chưa? Tuy nhiên nếu như mà nó vào trong câu này rồi thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ phải ở cái vị trí áp chót, thì chắc chắn đây sẽ phải là dấu huyền. 지금 갈까요? 지금 갈까요? Đó, cái. Còn nếu mà chúng ta sẽ nghe có thể có người Hàn Quốc phát âm là 지금 갈까요? Hoặc là có một số những giáo viên người Việt Nam phát âm là 지금 갈까요? Thì cũng không sai đâu. Thế tuy nhiên theo như mẹ Hú đánh giá thì như vậy nó không được tự nhiên cho lắm. Cái lẽ tự nhiên đó là chúng ta phải có cái sự bập bênh, cũng như là chúng ta sẽ phải có cái sự về đích. Đó. Thì vừa rồi mẹ Hú đang phân tích qua cho chúng ta một số những cái trường hợp để chúng ta nhìn thấy rằng là nguyên tắc huyền ngang mở rộng thì sẽ đánh bay một số những cái nguyên tắc mà nằm ở bên huyền ngang cơ bản nhá. Những cái phần như thế này thì gặp ở trong đời sống vô cùng là nhiều luôn. Thì các bạn cứ làm theo đúng như mẹ Hú phân tích và chỉ tọa độ của các chữ cho chúng ta, để chúng ta có thể suy luận được ra cái tông dấu như thế nào cho phù hợp nhất và cảm thấy là thoải mái nhất nhá. Phần cuối cùng của clip ngày hôm nay đó là phần chúng ta mở rộng nguyên tắc áp chót cho phần giữa câu. Có nghĩa là áp chót không chỉ dừng lại là áp chót của câu mà có thể là áp chót của cụm. Tức là với những câu dài mà chia ra làm nhiều cụm chẳng hạn thì những cụm đó cũng sẽ có những âm ở áp chót. Thì những cái âm chót của cụm sẽ là tông ngang hoặc là đi lên. Thì cái âm áp chót của cụm chúng ta cũng sẽ phải cho nó đi xuống để tạo một cái sự tương phản và vô tình là tạo thành cái ngữ điệu ở trong câu của tiếng Hàn. Cùng nhau nhìn thử ví dụ này nhá. Đây là một ví dụ ở trong tiếng Hàn tổng hợp 1. Chúng ta hãy cùng nhau thử nghe băng trước đã rồi mẹ Hú sẽ phân tích lại này. 친구들하고 해외여행을 꼭 해보고 싶어요. 기타도 배우고 싶고 연극도 해보려고 해요. Đấy, thì chúng ta chỉ cần để ý một số những phần ở đuôi thôi này. Ví dụ ở đây, chúng ta thấy rằng là nếu phân tích kỹ cái này ra thì chúng ta sẽ có nguyên tắc kết hôn, tức là tạo thành cái âm P chuyển hẳn qua bên kia. Như thế này, thì đây sẽ là PO. Đấy. Nhưng mà có thêm cái quy tắc kéo âm nữa nhá. Âm PO ở đằng sau sẽ làm cho âm SI ở đằng trước bị kéo lên thành SIP. Đâm ra là cái cụm này cuối cùng nó sẽ phát âm phải là như thế này. Đấy. Thì chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy có cái đuôi không? Đuôi này là đuôi lại về đích này đúng không? Thì đây, cái này PO. Nếu đứng riêng là PO thì theo nguyên tắc huyền ngang phải là PO. Nhưng vì ở đây đang nằm ở áp chót rồi nên nó sẽ là PO, đúng không ạ? Thì sẽ tạo thành là SIP PO YO. 보고 싶어요. Đó, chúng ta nghe thử lại cái băng này nhá, phần đuôi của nó nhá. 해외여행을 꼭 해보고 싶어요. 어, 해보고 싶어요. 싶어요. Đấy, thì chữ này là chữ ship.
tông lên. Được chưa? Tuy nhiên, nếu như sang cái dòng thứ hai này, chúng ta thấy là nó đang nằm ở cái vị trí người ta ngắt cụm đấy ạ. 기타 두 배우고 싶고, thì cái cô này là ngắt cụm thì người ta đang đi lên đó. Nên là cái này là ở áp chót của cụm này đây, thì ship này sẽ chuyển thành ship. Đó, đừng nghĩ đến quần ship gì ở đây nhá. Ship này ở trong tiếng Hàn, ship, và nó phát âm nó hơi siết răng lại là ship như thế này này. Ship, ship, đó chứ không phải là quần ship trong tiếng Việt của mình. Được chưa nào? 기타 두 배우고 싶고. Đó, 기타 두 배우고 싶고. Chúng ta nghe thử lại mà xem này. 기타도 배우고 싶고. Đó, 배우고 싶고 là nó sẽ phải đi xuống. Đó, vân vân. Đó, đuôi câu này cũng sẽ về đích là heyo này. Đấy, được chưa? Đấy là một đoạn trong băng. Hoặc là đây là cái câu ví dụ mà mẹ Hồ cho thêm chúng ta này. 음악을 좋아하지만 노래는 못해요. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái 지만 này sẽ là cái dấu hiệu để ngắt câu ở đây. Thì 만 đang là ngang, nên 지 này là áp chót của cụm này này, nó sẽ phải là đi xuống. Đấy, thành ra chúng ta sẽ có một cái tip đấy là thực ra là nội bộ của những cái ngữ pháp mới liên quan đến 지만 này sau này chúng ta học kỹ á, thì sẽ thấy rằng là luôn luôn sẽ là 지만 chứ 지만 nghe nó không được hay. 하지만 đó, 하지만 thì cũng được nhưng mà nó cứ bị treo chữ chi lên ý. Thực ra là nghe sẽ không được hay bằng là 하지만. Đó, thế thôi. Thì đó là phần mẹ Hồ đã cung cấp sơ bộ cho chúng ta về nguyên tắc huyền ngang mở rộng rồi đấy. Những cái phần này nếu mà chúng ta ghi nhớ được và ứng dụng trong đời sống thì đảm bảo rằng câu nào chúng ta nói ra cũng sẽ khiến cho người Hàn nghe cảm thấy rất là tự nhiên, cũng như là khiến cho cái việc nghe tiếng Hàn của chúng ta sẽ luôn luôn rất là dễ hiểu. Năm nay là năm 2023, là đã tròn 10 năm kể từ khi mẹ Hú chính thức được giảng dạy tiếng Hàn. Với cái đam mê về ngoại ngữ nói chung và về tiếng Hàn nói riêng thì mẹ Hú vẫn luôn luôn không ngừng tìm tòi và nghiên cứu những điều mà liên quan đến tiếng Hàn, và đặc biệt là về phần phát âm. Vlog của ngày hôm nay nói về phần quy tắc huyền ngang mở rộng chắc chắn là đã đem lại cho chúng ta nhiều cái nhìn mới và mở mang hơn về việc phát âm trong tiếng Hàn rồi đúng không nào? Mẹ Hú vẫn còn rất là nhiều những quy tắc kiểu như thế này nữa, những cái tip rất là hay kiểu như thế này nữa cơ, nhưng mà mẹ Hú sẽ dành nó vào những cái vlog tiếp theo, cho nên là các tình yêu vẫn hãy chăm chỉ theo dõi YouTube của mẹ Hú nhá. Không những vậy còn có cả kênh TikTok tiếng Hàn Cục Xúc tiếng Hàn mẹ Hú nữa. Hãy dành ra mỗi ngày một chút thời gian thôi để cây hai kênh này vừa làm động lực cho mẹ Hú sản xuất, vừa trao dồi thêm kiến thức, đắp thêm cho mình thật là nhiều hành trang trong việc học tiếng Hàn nhá. Mẹ Hú tin chắc chắn rằng những kiến thức này không chỉ hữu ích đối với những người mới học tiếng Hàn đâu, mà với những người học tiếng Hàn lâu năm rồi đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ cần những điều như thế này. Mẹ Hú cảm ơn tất cả những tình cảm của mọi người đã dành cho mẹ Hú trong suốt thời gian qua, và mẹ Hú sẽ chăm chỉ hơn nữa để làm ra được những sản phẩm hữu ích như thế này nhá. Hẹn gặp lại các tình yêu trong những clip tiếp theo. Annyeong. Mua. Tiếp tục xe đi anh em ơi.